không có nắng đất khô có úa màu nhìn giọt mưa lăn bên ngoài cửa vắng nhớ mắt người đắm lệ dưới khăn tang vẫn thế bao mùa thao ngô thơ ngắm lặng dòng miên sầu chảy mãi không ngừng nghìn dấu bê môi chặn đường hỏi tổ quốc ta đâu tổ quốc ta Sau đây là tác phẩm của luật sư Nguyễn Mạnh Tường, nhan đề Kẻ bị khai trừ, Hà Nội 1954-1991, vụ án một trí thức do nhà xuất bản Tiếng quê hương tại Virginia năm 2011. Trước khi vào sách, với mong mỏi sớm gửi tới bạn đọc bản tiếng Việt của cuốn tự truyện ông Community, chúng tôi đã chọn bản dịch phổ biến trên hệ thống internet của dịch giả nguyễn quốc vĩ rất tiếc là dù được bạn bè và gia đình tác giả nguyễn mạnh tường giúp đỡ nhiều ngày chúng tôi vẫn không có may mắn tìm gặp hoặc liên lạc được với dịch giả nguyễn quốc vĩ vì vậy chúng tôi không biết làm gì hơn là gửi lời xin lỗi chân thành về việc chọn in bản dịch mà không trực tiếp nêu vấn đề với dịch giả. chúng tôi cũng chân thành xin lỗi về việc tự ý hiệu đính một số chi tiết mà không thể bàn thảo với dịch giả, vì theo chúng tôi đây là các chi tiết rất cần hiệu đính. chẳng hạn chính bản ghi các địa danh bằng tiếng pháp như rue de la soie, rue de Cantonne, nhưng hà nội không hề có phố hàng lụa, phố hàng tơ, phố quảng châu, mà chỉ có phố hàng đào phố hàng ngang hà nội cũng không hề có trạm khắc gia ngô châm mà chỉ có phố ngõ trạm là nơi trước kia có các cửa hiệu bày bán các tác phẩm chạm trổ đồ gỗ và tập trung nhiều nghệ nhân tài năng của ngành nghệ thuật này ngoài ra về ngữ nghĩa của một số ngôn từ tiếng việt trong bản dịch chúng tôi nghĩ cũng cần nhìn lại cụ thể như từ đại biểu phải thay bằng từ cử tri mới diễn tả đúng ý của từ elector. Chúng tôi rất mong sẽ được thông cảm không phiền trách về tất cả những điều trên và xin chân thành cáo lỗi vì đã không thể làm khác hơn được. Chúng tôi cũng hết sức chân thành cảm ơn cụ bà Nguyễn Mạnh Tường cùng các ái nữ đã sẵn lòng tiếp tay cho tủ sách tiếng quê hương trong việc phổ biến bản dịch Việt ngữ của tác phẩm Les Communiers. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn nhà xuất bản quê mẹ về việc đã ấn hành chính bản tự truyện Les Communiers của tác giả Nguyễn Mạnh Tường, phổ biến tiếng nói chứng nhân vô giá về một giai đoạn lịch sử trầm luân của dân tộc và đã giúp cho chúng tôi có cơ hội đóng góp một phần nhỏ vào công việc nhiều ý nghĩa này. Mong mỏi của chúng tôi khi phổ biến bản tiếng Việt của cuốn tự truyện cũng chính là mong mỏi mà dịch giả Nguyễn Quốc Vĩ đã có khi chuyển ngữ tác phẩm qua tiếng Việt, như được ghi rõ trong lời người dịch. Hy vọng sẽ truyền tới các bạn đọc ở quê nhà tiếng nói chính xác của tác giả Nguyễn Mạnh Tường, người tiêu biểu cho giới trí thức Việt Nam thế kỷ qua đã nhìn chủ thuyết cộng sản ra sao, đã nhận định về dưới lãnh đạo cộng sản Việt Nam ra sao và đã bị đọa đầy ra sao chỉ bởi thiết tha bày tỏ nỗi ưu tư do nặng lòng với đất nước. Chúng tôi hy vọng tiếng nói của tác giả Nguyễn Mạnh Tường ít nhất sẽ trở thành tấm gương cho những người tự nhận thuộc hàng ngũ trí thức Việt Nam mà năm 2009 vừa qua, theo lệnh Đảng Cộng sản, tổ chức Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà giáo, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã có các bài viết ca ngợi sự ưu đãi của Đảng với một nạn nhân bị ngược đãi cho tới cuối đời. Hơn nữa, còn dám trắng trợn ghi trên giấy trắng mực đen và phổ biến qua hàng loạt tờ báo trong nước là nhà xuất bản quê mẹ và đám người viết hải ngoại chống đối Việt Nam đã xuyên tạc về trường hợp giáo sư Nguyễn Mạnh Tường gây phiền lòng cho người nhà của giáo sư tác giả nguyễn mạnh tường đã ghi thế giới cộng sản là địa ngục đã gọi đám lãnh đạo cộng sản là một bầy ngu dốt tàn bạo đã nêu rõ đảng của hồ chí minh là một tập thể giành độc quyền chính trị bằng đủ loại tội ác tề trời đã dùng đủ thứ ngôn từ hèn mạt khốm núm thủ lợi vô nhân cách để tả giới trí thức hùa theo cộng sản Liệu lời lẽ của tác giả Nguyễn Mạnh Tường có giúp cho giới trí thức đang gục đầu trước uy quyền Cộng sản tại Việt Nam thấy được phần nào hình bóng thực của mình hầu sớm có những suy nghĩ đủ giúp tìm lại nhân cách tối thiểu của con người? Tủ sách Tiếng Quê Hương Chú Thích Năm 2009, Hà Nội tổ chức hội thảo kỷ niệm sinh nhật 100 năm giáo sư Nguyễn Mạnh Tường nhiều nhà báo, nhà giáo, sử gia, văn nghệ sĩ tham dự. Hết lời ca ngợi ông, nhưng tuyệt đối không ai nhắc về 40 năm ông bị đầy đọa hoặc chỉ nhắc theo kiểu Dương Trung Quốc là ông không may gặp giai đoạn quá khó khăn do đất nước phải nỗ lực chống ngoại xâm giành thống nhất, nên không có cơ hội thực hiện tâm nguyện. Có người còn đổi lý lịch ông là thuộc giai cấp công nhân, tố cáo người Việt hải ngoại đã xuyên tạc về ông và hết thảy đều kể lể dưới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam như Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng vân vân đều thương tiếc tới dự đám tang ông. Tác giả Thụy Khuê trong loạt bài viết về Nguyễn Mạnh Tường đã nhận định về dịp kỷ niệm này như sau. Nguyễn Mạnh Tường được thần tượng hóa trở lại với những mỹ từ thông minh, siêu việt, lưỡng khoa tiến sĩ kỷ lục chấn động học đường nước Pháp, nhà sư phạm lỗi lạc vân vân Những điều đó ít nhiều có thật. Tiếc rằng còn một sự thật đáng nói hơn là cuộc đời và tác phẩm của ông hiện vẫn bị chôn vùi trong bóng tối. Phần lớn những học trò cũ nay đã thành các nhà giáo nhân dân, không ngần ngại xóa bỏ quãng đời sa mạc hơn 30 năm của thầy tường để thay thế bằng một sự nghiệp liên tục tốt đẹp không vết phong trần sự đánh bóng và ngoa ngôn cũng là một cách chôn thầy thêm lần nữa. Đáng ngại là nó xảy ra ở những ngòi bút của các giáo sư đại học mà sự chính xác phải là châm ngôn giảng dạy. Lời người dịch Cuốn tự truyện Kẻ bị mất phép thông công được cụ Nguyễn Mạnh Tường hoàn tất năm 1991 viết bằng tiếng Pháp được dịch ra tiếng Anh năm 2008. Đã gần 20 năm trôi qua, nhiều người trong nước vẫn chưa có dịp đọc tác phẩm này lý do đơn giản là chưa ai dịch nó ra tiếng việt và phổ biến tôi mạnh dạn trong khả năng giới hạn của mình cố gắng dịch cuốn sách không biết có lột được hết những ý của cụ tường một cách chính xác hay không nên rất mong người đọc chỉ cho những chỗ dịch chưa được thoát cái mong muốn lớn nhất của người dịch là bản dịch này sẽ được hai giới quan tâm Thứ nhất là nhân dân Việt Nam hiểu rõ cụ Nguyễn Mạnh Tường là một người con tài ba, trí tình, yêu nước thương dân. Cả đời hy sinh cho dân tộc đã bị đọa đầy hơn 30 năm chỉ vì đã dám nêu lên những sai lầm của Đảng Cộng sản, đặc biệt là trong vụ cải cách ruộng đất kinh hoàng ở miền Bắc trong những năm 1954-56 và đã dám cổ vũ chứ chưa nói đến đấu tranh cho dân chủ thứ hai là những người cộng sản việt nam những người vẫn còn lấy lời thề vì dân vì nước làm trọng họ nên đọc và nghiền ngẫm những gì mà giáo sư nguyễn mạnh tường đã viết rất nhiều điều vẫn còn là sự thật rất nhiều điều giáo sư nguyễn mạnh tường đã báo động từ những năm đầu giành độc lập hiện nay vẫn đang tiếp tục xảy ra và còn trầm trọng hơn vì trung chính yêu nước thương dân dám phê phán lãnh đạo mà giáo sư nguyễn mạnh tường và vợ con phải chịu nhiều đau khổ bởi sự tàn bạo của những người cộng sản người cộng sản hô hào giải phóng nô lệ thế gian nhưng hơn ai hết những người cộng sản việt nam chính là những người nô lệ tự nguyện nô lệ được chùm che dưới hai chữ anh em với tàu liên xô anh bảo em nghe nghe đến độ thằng anh bảo gì làm nấy kể cả việc mất đất mất đảo nhận cả một đội quân thứ năm của tàu vào Cao nguyên và nhiều nơi khác. Họ đã bị cái vòng kim cô 16 chữ vàng cộng thêm vàng thật chúng nó cho mang về đầy túi để rồi họ làm tất cả để vừa lòng người anh kẻ thù truyền kiếp. Cuối cuốn tự truyện, giáo sư đã đặt hai câu hỏi cho người cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, vì sao các ông lại sợ hãi dân chủ? thứ hai giữa quyền lợi của đảng và quyền lợi của tổ quốc các ông chọn phía nào những người cộng sản thuộc thế hệ điện biên đã ra đi kháng chiến một lòng vì tổ quốc việt nam thân yêu mà hy sinh cả cuộc đời để đánh đuổi thực dân pháp giành lại độc lập cho dân tộc thế hệ trong sáng đó nay không còn mấy người rất mong tuy không nhiều hy vọng là những con em những kẻ kế thừa của những người cộng sản điện biên kia nhớ đến cha ông mà giữ mình sao cho xứng đáng rất mong những người lãnh đạo chóp bu ngày nay còn biết giữ mình trước hai chữ chiêu thống dẫn thân vào con đường dân bầu dân biết dân làm dân kiểm tra dù ai có nói đông tây dù đa nguyên đa đảng nếu các anh làm được những chuyện tốt lành cho dân tộc dân sẽ bầu cho các anh nếu các anh cứ tiếp tục tham lam, tham quyền cố vị, dùng bạo lực đàn áp nhân dân, các anh là những người biện chứng, chắc phải hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Dịch giả Nguyễn Quốc Vĩ, Paris ngày 23 tháng 11 năm 2009 Tiểu sử luật sư Nguyễn Mạnh Tường Nguyễn Mạnh Tường sinh ngày 16 tháng 9 năm 1909 tại phố Hàng Đào, Hà Nội là con của một công chức nguyên quán xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thuộc ngoại thành Hà Nội. Cha ông rất chăm lo việc học của con, trong khi Nguyễn Mạnh Thường đặc biệt ham học từ nhỏ. Do đó, năm 1925, mới 16 tuổi, Nguyễn Mạnh Thường đã tốt nghiệp tú tài toàn phần hạng ưu và được cấp học bổng qua Pháp du học tại trường Đại học Montpellier năm 1927. Năm 1929, Nguyễn Mạnh Tường đậu cử nhân văn chương với bốn chứng chỉ gồm văn chương Pháp, văn chương Latin, văn chương Hy Lạp và bác ngữ học philology. Một năm sau, năm 1930, Nguyễn Mạnh Tường đậu thêm văn bằng cử nhân luật. Năm 1932, mới 23 tuổi, Nguyễn Mạnh Tường bảo vệ thành công hai luận án tiến sĩ về luật và văn chương, tạo một kỳ tích chưa hề có trong ngành giáo dục Pháp cho tới nay. Về Việt Nam năm 1936, Nguyễn Mạnh Tường là giáo sư trường trung học bảo hộ, Lice du Protectora, tức trường 10, sau năm 1945, đổi tên thành trường Chu Văn An. Nhưng năm 1940, vì bất bình với chủ trương kỳ thị của chính quyền thực dân, ông bỏ nghề dạy học ra mở văn phòng luật sư. Năm 1946, ông là một thành viên phái đoàn Việt Nam trong hội nghị Việt Pháp Đà Lạt sau đó rời Hà Nội tham gia kháng chiến khi chiến tranh bùng nổ. Ông cũng tham gia phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bảo vệ Hòa bình Bắc Kinh năm 1952 và Đại hội Hòa bình Thế giới Vienna năm 1953. Sau Hiệp định Geneva 1954 trở về Hà Nội, ông là Giáo sư Đại học Tổng hợp và năm 1956 được giao chức vụ trưởng đoàn một phái đoàn luật gia Việt Nam tham dự Hội nghị luật gia Dân chủ Thế giới tại Bristol, Bỉ. Chuyến tham gia hội nghị này đã giúp ông có cơ hội tiếp xúc với giới luật gia tiệp khắc và liên xô, tham khảo về nhiều vấn đề chính trị sau khi lãnh tụ Stalin bị tố giác là bạo chúa dã man. Ngày 30 tháng 10 năm 1956, với tư cách thành viên mặt trận tổ quốc, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đọc bài diễn văn nói về những sai lầm trong chính sách cải cách ruộng đất tại một phiên họp mặt trận tổ quốc ở Hà Nội. Cũng thời điểm này, ông tiếp xúc với một số văn nghệ sĩ trong các nhóm chủ trương tạp chí Nhân Văn, đặc san giai phẩm và trả lời một cuộc phỏng vấn của tạp chí Nhân Văn. Vì các sự việc trên, nhất là vì quan điểm đòi hỏi tôn trọng quyền tự do dân chủ trong sinh hoạt chính trị, ông đã bị loại khỏi mọi chức vụ, bị bao vây, cô lập nghiệt ngã, triệt để ngăn cấm tham gia mọi phương diện sinh hoạt xã hội, dù chỉ để mưu sinh cho tới những ngày cuối đời. Dù vậy, ông đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ để tồn tại trong cuộc sống cơ cực túng đói kéo dài suốt hơn 40 năm. Năm 1989, vào tuổi bát tuần, ông được một số bạn bè cũ tại Pháp bảo lãnh và được chính quyền Hà Nội cho phép nên có một chuyến đi 4 tháng qua Pháp. Nhờ dịp này, ông đích thân trao cho nhà xuất bản Quê Mẹ tại Paris tác phẩm tự truyện Les Cominier kẻ bị khai trừ và tác phẩm được ấn hành năm 1992. Ông mất tại Hà Nội ngày 13 tháng 6 năm 1997, thọ 88 tuổi. Sau đây là lời của chính tác giả. Bản thảo cuốn sách này đã được soạn và đánh máy trong một tình thế lén lút và bị cô lập. Vì vậy tôi khiêm tốn gửi lời xin lỗi về những lỗi lầm hay sai trật đến những ai quan tâm đến những suy tư và những bài viết của tôi và mong muốn cuốn sách này sẽ được phát hành ở Pháp. Nguyễn Mạnh Tường ngày 13 tháng 5 năm 1991. Trời không có nắng đất hồ có u màu nhìn giọt mưa lăn bên ngoài cửa vắng nhờ mặt cười đắm lệ dưới khăn tang vẫn thế bao năm bao mùa thao thương ngắm lặng dòng miền sầu chảy mãi không qua nghìn dấu vết